chia bếp từ 4 vùng nấu với cái thương hiệu như thế này này các bạn này. Khách mua xách tay từ nước ngoài về, rất là đẹp luôn. Mình có nhận sửa cho một cái bác đem tận nhà cho mình. Mình cho mọi người xem về cái model cũng như là cái xuất xứ của nó một chút đã. Tem mác ở đây này. Made in Italy, bếp thương hiệu như thế này. Sản xuất năm 2016, khá là lâu rồi mọi người nhé. Trên thị trường Việt Nam ấy, có rất nhiều người có cái tâm lý ấy, là mua đồ của châu Âu, của Đức, của Pháp, nhất là những cái model, những cái loại mà sản xuất tại đấy cho thị trường nước đấy. Nên rất nhiều người thích mua, nhưng mà về Việt Nam nó rất là nhanh hỏng, bởi vì là cái khí hậu nó khác nhau. Có thể là những cái bếp này này ở bên nước họ ấy, thì là do cái khí hậu khô, khí hậu lạnh khô thì nó rất là bền, và bên đấy thì nó không có côn trùng như ở Việt Nam này. Ở Việt Nam thì khí hậu nóng ẩm, hơi ẩm cao, rồi trời lồm này ướt kinh khủng ấy, do đó là rất nhanh hỏng. Dù bếp mua hàng cái bếp này như mua hơn 20 triệu các bạn ạ, hai mấy triệu ấy. Với cái lỗ mình ghim điện này, đây nhá, cái ổ điện của mình đây này, mình ghim này, nó có đánh lửa rất cao và nó có ăn tụ bù thôi, tụ bù 0,55A tụ bù thôi, nhưng mà nó không lên cái gì nhá mọi người nhé, không lên nguồn gì cả luôn, nên mình chưa biết lỗi gì. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để mình xem xử lý. Bếp mua rất đắt tiền nhưng mà do nó không hợp khí hậu, dẫn tới là nhiều người cứ xính ngoại mua những cái bếp mà cho cái thị trường của bên đấy, bên châu Âu, bên Đức, bên Italy ấy. Cuối cùng về Việt Nam toàn nhanh hỏng thôi. Trong bao nhiêu năm mình sửa bếp từ mình thấy thế các bạn ạ. Chúng ta cứ mua những cái bếp từ mà những cái thương hiệu đấy họ sản xuất cho thị trường châu Á thì có khi nó lại bền mọi người ạ. Nói là đặc của nó đây này mọi người, bốn mâm từ nhá, mâm to, mâm nhỏ, mâm nhỏ bình bằng, mâm to hơn. Cái bếp này mình thấy có đánh dấu này, chẳng qua ấy, này đánh dấu tháo này, là chẳng qua là đã có một bác thợ đã kiểm tra nhưng không tìm ra lỗi. Sau đó là cái bác thợ đấy mới giới thiệu khách cho mình, giới thiệu khách lên nhà mình, đưa lên nhà mình mọi người ạ. Khách này dưới Đông Anh, Hà Nội. Thì với cái lỗi mình thấy cái này nó bị cong bật rồi này. Với cái lỗi mà không lên nguồn gì thì chúng ta sẽ kiểm tra nguồn. Kiểm tra nguồn đơn giản nhất thì chúng ta sẽ thấy có con tụ lọc này. Đây là con tụ lọc nguồn nhé. Nó sẽ lọc nguồn 5V hoặc 3,4, 3,3V lên cho cái bo điều khiển này này. Thì mình sẽ ghim điện thử và mình sẽ đo xem có nguồn lên đấy không, để xác định lỗi các bạn nhé. Mình đang đoán con này lỗi nguồn mà, chứ không phải là lỗi công suất, bởi vì là mình ghim điện thì nó có lẹt lửa và nó có ăn dòng tụ bù. Đó, mình ghim điện rồi đấy, có lẹt lửa ăn 0,5A rồi. Và mình đo thử nhá, đo thử trên những con tụ này này, chúng ta sẽ thấy là nó không có nguồn nhá, không có nguồn lên nhá. Như vậy là con này đang lỗi nguồn cấp trước hoặc là phần nào đấy thì mình chưa rõ, nhưng mà đã tay qua tay của một bác thợ, bác kiểm tra rồi. Mình có thấy này, mình rút điện rồi đấy, mình có thấy những cái cáp này còn hàn cho chắc này, cái cáp này, cái chân này này, chân này chúng ta chỉ xỉn, chúng ta chỉ dùng dao rạch giấy chúng ta cạo đi thôi chứ. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo tiếp ra nhá. Cái bác thợ trước này bác cũng cẩn thận đánh dấu rất nhiều nhá, khi tháo ra ấy. Mình thấy bác ấy giới thiệu khách lên trên này thôi, chứ mình cái bác này bảo là thấy cái bác này là bác thợ này là bác hay xem kênh của mình, và bác ấy là làm trong y khoa, y sinh học gì ấy, và bác ấy là người đã về hưu các bạn ạ. Thì mình có nhìn qua thì chúng ta để đi thiết kế của nó một chút này. Nó có hai cầu diode nhá, là chính điều ra nguồn DC cho phần công suất ấy, thì nó sẽ tách được riêng ra, tức là N1, N2 tức là hai pha nữa, còn đâu N1, N2 đó là chơi trung tính thì nó chung. Thì tóm lại nó tách, coi bếp này nó kéo 4 vùng nấu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó chỉ có 1, 2, 3, 4 con IGBT thôi. Thì như vậy là 4 con IGBT tương đương cho 4 vùng nấu. Con cầu diode này chỉnh lưu cho 2 vùng nấu, con cầu diode này chỉnh lưu cho 2 vùng nấu mọi người nhé. Như vậy là nó chỉ chạy IGBT đơn thôi. Và con IGBT mình có thể đọc cho mọi người, nó là FGH30S130P. Thì chúng ta sẽ hiểu nôm na là con này dòng mắc là 30A và điện áp chịu đựng là 1300V nhé.
IGBT. Như vậy là đây là những con, những cái bếp, đây là cái chiếc bếp từ chạy không phải chạy lửa cầu Hapri như mình hay chia sẻ, mà nó chỉ là chạy IGBT đơn, giống những cái bếp chạy IGBT, một IGBT cho một mâm tự, một mâm từ y như những bếp từ đơn trên thị trường của chúng ta thôi các bạn nhé. Và có một cái điều ấy, bây giờ mình sẽ quan tâm đến khối nguồn, nhưng mà mình chả thấy con IC nguồn ở đâu nữa, thật là chán ấy. Mình chưa rõ, đây là con IC nguồn ở đây này, đã bị tháo mất rồi, chả con IC nguồn nữa, nên con này không rõ là nó hỏng nguồn hay gì nữa không thì mình không rõ. Bây giờ phải phục hồi được cái khối nguồn trước đã. Mình cũng không rõ, mình không có bo mạch này nên mình không biết con IC này con gì, nhưng bây giờ mình phải tháo ra để mình kiểm tra chân và mình sẽ luận ra xem nó là con IC nguồn loại nào, để xem mình có đoán được không mọi người nhé. Mất IC nguồn mất rồi, không còn IC nguồn nên không lên được nữa. Và khi cắm vào vậy mà nó hiển thị cho chúng ta được 0,5A ấy, đó là bọn tụ bù này nó đi vào hoạt động thôi mọi người ạ. Nguồn AC sau khi vào đây này, đi qua hệ thống lọc này, cái mạch này thì chúng ta sẽ hiểu ấy, là nó sẽ chia thành hai nhánh nhá các bạn nhá, nó chia thành hai nhánh cho hai phần công suất ấy. Thì nguồn AC nó sẽ trực tiếp tới đi qua con điện trở cầu chì 22 ohm này này, nó sẽ tới nguồn cấp trước là nguồn cấp trước chạy. Và khi mà nguồn đã lên nuôi sự sống cho IC vi xử lý trên bề mặt các thứ ấy, rồi tất cả ấy, thì nó sẽ đưa, khi chúng ta no này, nó sẽ đưa lệnh ra nó đóng dơ le. Thì giả sử như con dơ le này sẽ cấp nguồn công suất cho hai vùng này, còn con dơ le này sẽ đặt cấp nguồn cho công suất cho hai vùng này nhé mọi người nhé. Bây giờ mình phải quan tâm đến nguồn cấp trước mà. Sau khi mình điện hỏi cái bác chủ bếp này này, thì cái bếp này là được con gái gửi từ bên Đức về cho bác ấy, vợ chồng bác ấy đang xây nhà nên là con gái gửi về, nhưng mà con gái bảo là để mấy năm rồi không sử dụng bên đấy. Và tiếp theo mình gọi là để mục đích ấy, mình xin cái người giới thiệu chính là cái bác thợ mà đánh dấu này, để mình xem, tìm hiểu xem con IC này tên là gì và nguyên bản nó như nào. Thì mình có điện hỏi cái bác thợ này này, mình có số điện thoại mình xin mà, thì bác ấy là cũng không hiểu mạch, bởi bác này không phải chuyên về điện tử, mà bác này là bác bên về y khoa các thứ cơ, nhưng bác có đam mê điện tử thôi, bác cứ học của kênh của mình thôi. Thì bác nói rất là thật, và bác ấy còn không biết là con IC nguồn nó là ở đâu, mà lại sao đo lại chỉ có nguồn 300V có thôi, chứ không có có ấy, có các nguồn, các mức nguồn ra, mà bác không biết IC nguồn ở đâu luôn. Thế hóa ra ấy, là mình mới biết ấy, là cái bếp này là bị lỗi từ bên Đức, bị hỏng từ bên Đức, không có IC nguồn, không có DZ, không có PC87 từ bên đấy mọi người nhá. Hiện tại mình đang tháo mà một vài con linh kiện ra để mình dò mạch, bởi vì đấy, mạch in nó là mạch in rất là nhỏ, nó đi gầm dưới linh kiện, để mình sẽ luận ra con IC này là con gì các bạn ạ. Mình có tháo ra và mình có kiểm tra cái biến áp thì cũng biết được luôn. Thì nguồn AC được đi qua cái điện trở cầu chì này, được chỉnh lưu 2 lần này, lửa bán kỳ thôi, lọc bởi con tụ này. Con tụ này cứ như là có người thay ấy, bởi vì tụ khác màu này cơ. 400V 220mm này, để tạo ra nguồn DC 300V đây, nó sẽ đi tới đây, nó đi qua quận làm việc chính. Đây là hai quận đầu quận làm việc chính nhá, hai đầu quận làm việc chính này. Nó sẽ tới chân con IC hay là chân 4, đi từ đây đi sang đây này, tới con IC này, chân 4 này, 1, 2, cho con này không có chân 3, chân 4 này. Và song song với quần làm việc chính ấy, nó có diode này, và có một con diode cả dạng như diode Vastor ấy, là nó có hai chiều tràn ấy, thì nó như thế này, nó là mạch dập xung ngược nhé. Mạch dập xung ngược ấy, khi mà cái xung ngược sinh ra đây mà con IC ngắt ấy, xung ngược ở đây này, dương ở đây lớn ấy, đi qua này ấy, mà tràn được qua con DZ này thì là nó sẽ thoát về đây nhé mọi người nhé. Có nhiều mạch nó thiết kế kiểu này, đặc biệt là dòng TLI đó, dòng IC TLI, nên mình đang nghi ngờ nó là con TLI mà. Thì tiếp theo ấy, nó sẽ có chân 1 nó sẽ đi ra thẳng chân 4 của so quang. Mới đầu mình cứ nghĩ là tưởng là mất con DZ này cơ, nhưng không phải, con DZ này do mạch không lắp nhá. Con DZ này nó như thế này, và đây những cái vị trí lốt này là không động, mình chỉ thấy mỗi hàn động đến con chân PC87 này. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 đấy, dòng chảy từ 4 sang 3. Đây là chân 3 là lối mát, toàn mạch mát, nó chính là 5, 6, 7, 8 này. Thì nó có một cái quận nữa là từ chân này đến chân này, này xung dương ở đây nhé, nó chính là cái quận này này, thì mát toàn mạch, mình đang vẽ mát rồi mà. Nó sẽ được chỉnh lưu qua con diode này nhá, con diode này trông như này thôi, ba chân này thôi, nhưng nó là con DZ diode nhá. Nó sẽ chỉnh lưu từ đây sang đây, và cái điện áp tại đây được lọc bởi con tụ 50V 10mm này, tụ hóa mình đã tháo ra. Sau đó cái nguồn này nó đi qua một con 6K8 con điện trời này, nó đưa vào chân số 2 và đưa chân 2, và có một tinh tư dập nhiễu. Thì cái chân này thì
Với dòng TLI thì có chân 2, chân 2 này nó không phải là chân FB đâu. Nó là một cái chân gọi là một cái chân BP mọi người nhá. Tóm lại này mình cảm giác con này là như là con TLI, dòng TLI mình có thể mình sẽ lắp con TLI 280, công suất nó khỏe, rất là khỏe cho con này. Khi mình nhìn cái sơ đồ ấy, cái luận ra mình đoán như thế. Còn tiếp theo chân 1 nó đi ra thẳng chân 4 của so quang để bên thứ cấp này này, bên FB nó sẽ tạo dòng chảy 1-2 thì tương đương nó tạo dòng chảy 4-3, và chân 3 của bên con PC là mát nhá, chân 3 nó đi chìm xuống dưới và nó nối với mát này, mát của cái nguồn 300V này, thì nó sẽ chiếc FB nó sẽ thay đổi cái áp tại chân 4 thì bắt đầu con IC này dựa vào đấy để thay đổi độ dung xung để luôn duy trì nguồn dao ổn định ấy. Và mới đầu thì mình vừa nói cho mọi người rồi, mình cứ tưởng là mất con DZ tràn này cơ để đường FB, nhưng không phải, đây là con TL431. Mạch này nó có TL411 để dò sai điện trở, lấy mẫu về TL411 để tạo dòng chảy 1-2 của con PC87. Khả năng nó đang ổn định một cái nguồn gì đấy thì cũng không rõ, nhưng tóm lại nó FB của nó là như nguồn xung khác chứ không phải tràn qua DZ mọi người ạ. Thế đó, 5678 lối mát thì mình nhìn ấy, thì mình đang phán đoán nó là dòng TLI, có thể TLI 276, TLI 279 hoặc TLI 280 vân vân. Các bạn nhá, công suất nó tầm khoảng 15W đổ lên là ok mà. Nhưng mình sẽ thử tìm con TLI 280. Mình cũng không có chân SMD này. Mình sẽ thay cho nó xem có ok không nhé mọi người nhé. Cái này thì nó liên quan đến phần ấy rồi. Phần tín hiệu rồi các bạn nhé. Thu phát tín hiệu các thứ ấy. Nó có những vi xử lý ở dưới và trên bề mặt mà. Hai con vi xử lý này. Con này và con này là liên quan đến quản lý cho hai vùng công suất đấy các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ phán đoán được rồi. Và cứ nghĩ là do bác thợ trước bác tháo, nhưng bác bảo là tôi không tháo gì cả, đã giới thiệu gửi cho anh ấy thì tôi tháo con gì tôi phải để nguyên con đấy đó. Thế hóa ra là cái bếp này là hỏng từ bên kia và đã có người tháo ra đó, thế mới buồn cười. Nên mình không rõ là sửa nguồn xong nó có chạy được không thì không biết, nhưng phải xử lý khối nguồn cho nó lên nguồn đã nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ làm xử lý, sau đó cho mọi người kết quả. Mình tìm được trong nhà có hai loại này, TLI 279 và TLI 280. Hai con này thì công suất ngang ngửa nhau một chút thôi, con 280 sẽ lớn hơn một chút nhá. Đây là mấy con IC mình mua chính hãng. Đây, mình sẽ lắp một trong hai con này để xem nó có ok không nhá. Mình đã lắp IC này, PC87 này, và con này mình nhìn trên này nó có hai con 7805. Nhưng hai con này thì chân in của nó chưa được cấp điện. Khi mà chúng ta ấn on con mặt vỉ mặt này, ấn on ấy, thì bắt đầu là nó mới đưa lệnh nhân mở con chan bé xíu, chẳng như con này là con chan bé xíu này, nó mới cấp nguồn chân in cho nó. Và con này là 7805 này là sẽ hạ nguồn ra thành 5V để nuôi con mờ su này. Còn con này thì hạ ra 5V để nuôi con mờ su này. Và con mờ su này nó có chung GND với cái vỉ mặt các bạn ạ. Nhưng con mờ su này thì GND nó khác hoàn toàn. Chúng ta để ý nó có so quang này, tức là tín hiệu điều khiển từ đây này nó đi qua so quang, thu phát qua so quang này, nó mới sao tiếp sang cái cụm bên này. Còn cụm bên này thì nó chung, cụm vi xử lý này nó chung. Nhưng có một cái điều ấy là cái bo này nó ghi DC 15V lên nhá mọi người nhá. Nên mình đang sửa, mình mới đầu mình cứ thấy dơ le nó chạy ghi 12V, mình cứ tưởng là nó chạy 12V cơ, nhưng mà chắc là qua điện trở hạn. Tóm lại là cái mạch nguồn của nó sẽ tạo ra một cái nguồn là 15V này mọi người này. Và 15V đấy á, con tụ này lọc là 15V của khối bên này, còn con tụ này lọc 15V của khối bên này, nó tách riêng nhau mọi người ạ. Chung biến áp, chung bộ nguồn, nhưng mà nó sẽ là hai cuộn dây riêng biệt nhau của GND khác nhau mọi người nhé. Nó thiết kế như thế. Và cái bộ bên này thì cái nguồn 15V bên này thì nó cũng cấp cho quạt các bạn ạ. Thì đây nha, mình sẽ ghim cho chúng ta và mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo. Nó có hai con đuốt to này để chỉnh nêu ra hai mức nguồn cho hai bên đấy. Mình ghim điện nhá, và mình đo lấy mát của con 7805 này, và đây là con diode chỉnh nêu này. Chúng ta thấy là 14,9. Ôi rồi, mọi người không nhìn được đồng hồ. Đấy nhá. Mình thì cho mọi người xem ạ. Bên này là 14,9, ok là 15V nhá. Tương đương với bên này. Cũng vậy. Đấy, 14,8, 14,9 nhá. Và cái nguồn bây giờ lấy mát ở đây cũng được. Để mình đo trên cho xem có 5V trên cho bo điều khiển không à. Đấy, lấy mát ở chung ở cái đó cũng được nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến bo điều khiển này. Cho mọi người nhìn cho nó đỡ bị bóng nữa.
Đó, thì cái nguồn 15V nó đi lên đến đây. Đó là dây vàng này. Đó, mọi người nhá. Nó lên đến đây và nó đi qua một mạch bút này, IC này, diode này, tụ lọc này, quận L này. Thì nguồn vào là 15V. Nguồn ra nó đi qua quận hã bút này, nó sẽ tạo ra một cái nguồn là 5V. Đó, đã có 5V cho vi xử lý trên này rồi, nhưng mà mình rút điện ra này. Mình ghim lại này. Nó chả có đèn báo cho chúng ta tham khảo là ở chế độ reset ban đầu gì cả. Và tất nhiên là bật on nó chả được luôn. Như vậy là con này còn lỗi nữa, nhưng mình chưa rõ là lỗi gì. Đó, như vậy là con này khả năng là lỗi từ bên Đức. Sau đó là đem đi sửa bên đấy chẳng hạn, hoặc là do người ta tự làm hoặc thế nào đấy. Và IC đã bị tháo ra. Còn con này thì đang không lên nguồn. Nên sửa con này rất là khó, bởi vì mình không có khung chuyên, không có đồ của nó. Có thể là mờ sư lỗi chương trình phần mềm, hoặc có thể là mình nhìn thì chưa thấy Thạch Anh đâu cả. Hoặc có thể con bếp này thì sản xuất từ năm 2016 nhá mọi người nhá. Mình thấy chúng ta để ý lúc đầu cái tem ấy, 2016. Tóm lại là bây giờ đã có nguồn 5V ok trên này rồi này. Đấy, 4,87, 4,9 nhá. Nhưng mà con mờ sư này nó không hoạt động. Đáng nhẽ có nguồn như này thì nó phải rút đuôi điện ra, cắm điện vào thì nó phải có lời chào. À, có phải cái đèn sáng hết led rồi nó mất. Đó chính là mạch chạy cơ. Đó, đôi khi sửa được cái này nhưng có cái ban khác đấy, nên mình chưa biết được, mình lại tạm thời mình dừng để mình làm việc khác thôi. Mình vẫn sẽ up cái video này cho chúng ta tham khảo ở cái phần này. Sau đó là mình có thời gian mình sẽ làm được kết quả thì mình sẽ thông báo cho mọi người ở một cái video khác. Hoặc như không làm được thì mình sẽ bình luận cho mọi người ở một bình luận nhé. Còn video này thì mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Mình lại có việc mình phải đi làm ở một nơi khác rồi. Chào tất cả các bạn. Con mờ su dưới này, cả hai con này thì nó sẽ có một con Thạch Anh dao động này. Và cái con trên này nhá, chúng ta nhìn nhá. Nó cũng ghi chữ I1 này. Ba cái chân đấy. Nhưng mà nó không được lắp mọi người ạ. Nên mình cũng không rõ là do con mờ su này nó đã lập trình sẵn trong này chưa, hay là nhà sản xuất không lắp. Nhưng mà cái chân đấy thì mình thấy là không phải là tháo ra mọi người ạ, mà là nó zin bản. Nên mình đang đoán là Thạch Anh đã tích hợp trong con IC rồi. Đó, đôi khi là sửa chữa không có đồ, không có đồ so sánh rất là phức tạp. Con này thì mình chỉ thấy là tháo vùng này thôi. Tháo thì chúng ta sẽ nhìn thấy mối hàn, chúng ta biết được. Và bị vị trí hàn như này thôi. Thôi, dừng nó lại đã.